Xin chào các bạn, Đa Phương Auto hôm nay xin giới thiệu bộ bơm lốp Michelin Anh, thương hiệu của Michelin Anh chính hãng. Sản phẩm này được phân phối bởi Đa Phương Auto. Đây là sản phẩm mà một trong những sản phẩm mà tất cả các bác tài đều nên có. Trong trường hợp chúng ta đi xa nhà, đi du lịch hoặc là đi cao tốc hoặc là đi khoảng xa thành phố hoặc lên đồi núi, không may mà áp suất lốp bị giảm tiêu chuẩn hoặc bị hết hơi, thì đây là sản phẩm sẽ giúp cho các bác là có thể yên tâm. Khi mà lốp dưới tiêu chuẩn thì ngay lập tức chúng ta có cái thiết bị bơm lốp mini này để giúp cho quý khách có thể yên tâm bơm lên. Sản phẩm này bây giờ mình sẽ xin phép được mở hộp. Đây là sản phẩm bơm lốp Michelin Anh mã 12266. Sản phẩm này rất tuyệt vời, sản phẩm này có rất nhiều tính năng. Và đặc biệt đó là tính năng tự động bơm, khi mà đạt áp suất lốp thì sẽ dừng lại. Đấy là bơm tự động. Chúng ta sẽ cài giá trị áp suất lốp. Chúng ta sẽ cài áp suất lốp ở khoảng 2,23. Thì ngay lập tức khi mà áp suất lốp bơm đến 2,23, tức là 2,2 cân thì sẽ dừng lại. Sản phẩm này gồm có bên trái là cụm dây cắm tẩu. Lưu ý là khi chúng ta thực hiện bơm lốp, chúng ta phải khởi động động cơ lên để phóng ngừa cái việc theo quy. Đây là vòi bơm. Mã 12266 này chúng ta được trang bị đèn LED để hỗ trợ trong trường hợp trời tối. Đây, chúng ta có đèn LED. Và màn hình được hiển thị, đây là màn hình điện tử. Đây, nút là nút khởi động. Chúng ta có thể cài đặt bơm 2,2 cân thì ngay lập tức khi mà áp suất lốp đến 2,2 cân sẽ dừng lại. Sản phẩm này được trang bị thêm để bơm bóng và bơm phao, rất đa năng. Trong trường hợp chúng ta đi du lịch mà chúng ta có thuyền phao, hoặc là chúng ta có ghế phao, hoặc chúng ta có bóng, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này để bơm lên. Rất tuyệt vời đúng không? Sản phẩm này giá chỉ có 1.350.000 thôi. Quý khách đặt hàng vui lòng truy cập vào kênh website là shopauto.vn để đặt hàng, hoặc truy cập vào kênh YouTube để được hướng dẫn sử dụng như thế nào. Để chúng tôi đều có sản phẩm, đều có video hướng dẫn sử dụng trên YouTube. Được không? Rất tiện đúng không? Sản phẩm này được nhà sản xuất trang bị thêm với là một cái túi cho trường hợp mà chúng ta đặt hàng về dùng, thì ngay lập tức chúng ta có thể bỏ đi cái hộp đấy, cho là túi rất gọn, đúng không? Gọn bé, rất xinh, và chúng ta đặt ở bất kỳ vị trí nào trên xe nó phù hợp, đặc biệt là cốp xe có một số vị trí đặt được cái bộ bơm lốp này. Bộ bơm lốp này được kèm theo một cầu chì dự phòng. Đây là cái cầu chì dự phòng để giúp cho quý khách không may mà bị cháy cầu chì thì chúng ta có thể thay cái cầu chì này vào và sử dụng bình thường. Tem bảo hành chính hãng của nhà sản xuất Michelin Anh, được không? Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi sản phẩm bơm lốp Michelin Anh mã 12266. Xin cảm ơn.